Quay lại video chim Malay hay dòng thức cù cho anh em xem ha. Tại vì mình bán hoài thử ra cái chim mình cập nhật thường xuyên cho anh em ha. Cập 37 anh em. Dòng Malay thức cù ha, có vô dòng chân bảo hành anh em suốt đời ha. Đó, 37. 38 là cặp này thì mới tập ăn nha anh em. Nè. Chim đều vô dòng chân bảo hành anh em suốt đời, anh em chơi khỏi sợ ha. Cặp này thì mới tập ăn ha, 38. Cặp 59 nè. 59 thì cứng rồi ha. Nè, đó. Chỉ có một cặp thì mới tập ăn thôi. Ngoài đang cứng hết. Nè, 59 nè, rất đẹp anh em. 61 nè. 61 này nè. Đều vô trong chân bảo hành anh em hết ha. 62 ha. À, cặp 62 ha. Cặp này lên một hai hộp cơm mà. Cặp này thì cái dòng chân nó khác màu anh em, tại bữa hổm ba cái dòng chân mình nó hết á. Dòng chân về không kịp vô, nó còn màu gì mình vô màu đó ha. Nên nó khác màu chứ cũng vẫn là cặp nha anh em. Ha. Rất đẹp cái này. Rồi ha, tổng cộng là 5 cặp anh em.